Chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review xin chia sẻ với các bạn một sản phẩm ứng dụng rất là hay và hữu ích cho các bạn sinh viên làm bài thực tập hoặc là làm thực tế. Sản phẩm của mình là sản phẩm giàn phơi thông minh. Nó có thể kéo thu quần áo khi mà trời mưa hoặc là không có mưa thì nó sẽ phơi quần áo cho mình. Thì nó ứng dụng vào cho các bạn sinh viên mà khi mà đi học mình không thể lấy quần áo khi mà trời mưa được. Thì đây là cái ứng dụng mà hôm nay nhóm review sẽ chia sẻ với các bạn. Mình giới thiệu qua một số cái dụng cụ và module cần thiết để làm được cái sản phẩm này. Trên tay mình là cái module relay 2 kênh loại 5V 10A. Đây. Thứ hai là module cảm biến mưa. Đây. Thứ ba là công tắc hành trình. Thứ tư là động cơ. Ở cái mô hình của mình thì mình làm cái động cơ nhỏ hoạt động ở điện áp 12 đến 24V. Nhưng mà cái trọng lượng nó kéo được nhỏ hơn con này. Con này nếu các bạn làm thực tế thì nó có thể kéo được đến 30 kg, DS400. Mình nói qua về cái cách sử dụng cái module relay. Ở đây thì các bạn thấy cái chân nuôi nguồn của module relay thì có hai chân này, VC này, VS cộng, VND và VS trừ. VCC và VS cộng thì các bạn cấp trung nguồn dương 5V, được chưa? VND và VS trừ các bạn cấp âm nguồn trung, tức là hai chân này đối chung nhau này, hai chân trên đối chung nhau. Enable 1 và Enable 2 là hai chân điều khiển độc lập hai dây len. Ở đây thì cái hàng RAM này này thì nó được nối song song với các connector trên này rồi, thì các bạn có thể đấu trên này hoặc trên này. Rồi, đây là mặt sau. Tiếp đến là cái tiếp điểm thường đóng thường mở. Ở đây mình giới thiệu qua để khi mà các bạn nhìn cái sơ đồ mình public ở trên cái video mình các bạn đang xem ấy, thì các bạn đấu nối nó dễ hơn. Ở đằng sau cái khối đằng sau thì có NCNO của hai cái module relay. Thì ở đây có ba chân. Chân bên phải ngoài cùng là chân NC, chân ở giữa là chân COM và chân thứ ba là chân NO. Thì tiếp điểm của relay thì có chân thường đóng thường mở nên là chân COM và chân NC đang được thường đóng và chân NO và chân COM đang thường mở. Khi relay hoạt động thì chân NO và chân COM sẽ đóng với nhau. Đấy là module relay. Tiếp đến là cái module cảm biến mưa. Module này thì có thể hoạt động được từ 5 đến 12V. Ở trên ký hiệu của module có chân VCC, VND và D0, A0. Thì các bạn sử dụng cho mình chân VCC cấp 5 hoặc 12V, VND cấp âm nguồn, D0 là cấp tín hiệu cho chân enable ở trên cái module relay này. Và A0 là chân đọc tín hiệu analog. Thì chân A0 mình không dùng, nếu như mà dùng thì mình phải dùng vi điều khiển thì mới đọc được cái chân này. Rồi, đây là cái panel của nó này, panel cảm biến mưa này. Thì cả một cái này thì mình gọi là module cảm biến mưa. Ở đây là công tắc hành trình. Trên công tắc hành trình cũng có ký hiệu là chân COM, chân NO và chân NC. Thì chân COM và chân NC cũng là chân thường đóng. Khi mà các bạn nhấn công tắc vào thì chân COM và chân NO lại cũng đóng và chân NC nhả ra. Để bình thường trạng thái như này thì chân COM và chân NC là thường đóng. Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ cái sản phẩm này thì bây giờ mình đã làm rồi và hoàn thiện nó rồi. Và cái sơ đồ của nó thì mình cũng public ở trên cái video các bạn đang xem. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cái sản phẩm mình đã làm. Đây là cái sản phẩm mô hình thực tế mà mình build. Đấy, nhìn qua thì nó như này. Đây mình sẽ bóc bên trong cho các bạn xem nhé. Đây. Bên trong thì mình có một cái rãnh này. Tiếp đến là động cơ băng tời này. Đấy. Cái này mình làm bằng gen co nhiệt. Động cơ quay ở hai đầu 1 này và đầu 2
thì có hai công tác hành trình đây, các bạn nhìn rõ có công tác hành trình này. Đấy, công tác hành trình này mục đích là khi mà quần áo kéo vào và kéo ra thì nó sẽ đập vào công tác hành trình và ngắt cái nguồn động cơ đi. Để ngắt được thì mình có một cái lẫy này để cho nó đập vào cái công tác hành trình. Ok, tiếp đến là phần dưới là động cơ. Đây, động cơ kéo băng tải thì mình cần sử dụng động cơ có giảm tốc. Ở đây mình đang sử dụng cái động cơ GT290, con này nó chạy được từ 12 đến 24 V, nhưng mà cái băng tải nó kéo được khoảng tầm 2-3 cân, 4 cân gì đấy thôi. Đấy, tức là tùy thuộc vào các bạn cấp điện áp. Đây là cái module cảm biến mưa mà mình vừa mới nói. Đây là panel của nó. Đây là module. Và module cảm biến mưa được kết nối với module relay. Đấy. Đây là module relay. Thì cái module này, nhìn sơ đồ này thì các bạn nhìn nó hơi rối thôi, chứ còn sơ đồ mình public thì các bạn nhìn các bạn có thể đấu nối được. Thế nhưng mà trong quá trình mà là sản phẩm mà gặp khó khăn thì liên hệ với nhóm review để bên mình hỗ trợ nhé. Thì bây giờ mình sẽ cho nó hoạt động để các bạn xem cái mô hình thực tế nhé. Nếu như mà các bạn sử dụng cái động cơ điện áp chạy 12V thì các bạn cần thay cái module relay này. Ở đây mình đang sử dụng nguồn chung là 5V. Nhưng mà cái relay này thì mình có thể chạy áp được lên đến 5-6V gì đấy. Đây, cộng dương nguồn này. Còn nếu như các bạn mà sử dụng nguồn 12V thì các bạn thay module relay thành 12V. Module 12V, động cơ thì nó hoạt động được 12V rồi. Module cảm biến mưa thì cũng có hoạt động được 12V, nên là mình đồng bộ 12V chung một nguồn thì cái đấy sử dụng nó tiện hơn. Và mình ví dụ như đây là một cái miếng xốp có ẩm, tức là trời mưa, thì khi trời mưa thì băng tải nó sẽ chạy như thế nào. Đây. Đấy. Mở ra. Trời mưa này. Đấy, mở ra. Trời mưa. Thế mà trời mưa nó cứ giữ như này. Đấy. Khi nào các bạn về các bạn lấy quần áo vào. Còn mà tạnh mưa thì nó lại kéo ra nó phơi cho mình. Rồi. Vừa rồi nhóm review vừa mới chia sẻ với các bạn về cái sản phẩm giặt phơi thông minh. Ở sản phẩm này thì mình chưa tích hợp cảm biến ánh sáng, bởi vì là đây là cảm biến ánh sáng này. Vì module cảm biến ánh sáng này nếu như mà lắp tích hợp vào cái module relay này thì nó đang hoạt động ngược, tức là ban ngày thì nó lại kéo vào và ban đêm thì nó lại kéo ra, nên là mình phiên bản T1 thì mình chưa hướng dẫn các bạn làm. Ở phiên bản T2 thì mình sẽ tích hợp thêm cái module cảm biến ánh sáng để các bạn nó có nhiều chức năng dụng hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.